Gì vậy? Xin chào chị, vui lòng chị hãy giới thiệu về bản thân của mình. Hello, mình tên là Trần Thị Trúc Linh. Mình năm nay 25 tuổi và hôm nay mình chính thức lấy chồng. Mày gái đám cưới vui không? Vui, vui chứ. Không khí gia đình hai hôm nay thì rất là vui, nhộn nhịp, với lại thêm cái nữa là cảm giác của gia đình là ấm cúng. Đầu tiên trong đời làm nghề mà thấy cái cảnh này luôn á trời. Chưa được tỏ tình luôn, gặp cái là chào vợ tương lai à, rồi xong rồi tới bây giờ cưới luôn. Hay quá vậy, chào anh. Hôm nay là ngày 4 tháng 9, là ngày em với anh thành vợ thành chồng. Em chính thức gọi anh là chồng và anh chính thức gọi em là vợ. Em hy vọng cuộc sống sau này của hai vợ chồng dù có không sóng gió như thế nào thì anh vẫn yêu thương chở che em, và đặc biệt là phải chở che gia đình như là ba mẹ của mình. Em chỉ có một mong ước như vậy thôi. Dù như thế nào đi chăng nữa thì anh bớt cọc tính lại, với thêm một phần nữa thì anh cứ như vậy hoài, cưng chiều em và thương ba mẹ em như hiện tại. Mong anh cũng không có gì thay đổi hết. Mãi yêu anh. Hôm nay bạn lấy chồng thì chỉ mong bạn hạnh phúc thôi, vậy thôi. Cũng không có gì nhiều thì cũng mong nó hạnh phúc, nhanh nhanh có con cháu cho vui nhà vui cửa. Chúc bạn với lại anh Phước trăm năm hạnh phúc, xin vía lấy chồng nha. Describe this magic in the air, the world has come alive, and when I see you, you make my pulse rise. I never knew that I could be so hypnotized. There's something in your touch, baby, the way your body's moving me, and I don't know where this soul will go. Oh no. Đi xa lắm không? Đi từ Vũng Tàu về tới đây luôn á. Cảm ơn nhiều. Chúc bạn trong năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử đầu lòng nha. Cảm ơn nhiều. I'll bury all my doubts and I won't be afraid. There's something I could never.
baby, the way that your body's moving me. And I don't know where this all will go. Oh, nobody knows.